Đây là video vui mà mình sẽ nói là tại sao mà nói người ta không cao được sau khi 25 tuổi là sai. Thông thường thì mình làm những video vui như này thì mình hay bắt nguồn vào những cái cơ chế để mình giải thích xem là cái vấn đề này đúng hay là sai. Thì ở cái vấn đề này mình có thể nói luôn với các bạn rằng đây là một điều hoàn toàn chưa hẳn đã đúng. Tại sao chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái cơ chế như thế nào? Chúng ta cao lên là nó đơn thuần. Nó đơn thuần chúng ta cao lên là do sự phát triển của xương. Xương dài ra thì chúng ta cao lên. Thế tuy nhiên thì xương dài ra là có nhiều cơ chế làm cho xương dài ra. Thế tuy nhiên trong đó có một cái cơ chế, đó là cái cơ chế sự phát triển xương nội sụn. Đó chính là khi mà các cái tế bào sụn ở đầu xương của chúng ta nó sẽ hy sinh, tức là nó sẽ trưởng thành. Nó trưởng thành xong rồi nó chết đi, nó hy sinh, nó tạo thành các cái tế bào xương mới, cái phần sẫm sẫm này. Thì các tế bào xương mới này nó sẽ liên tục như vậy. Người ta gọi là cốt hóa xương, làm cho xương dài ra và chính vì vậy chúng ta cao lên. Thì tuy nhiên trong cái quá trình cốt hóa này thì có những cái tế bào sụn nó khá là dai dẳng. Nó được miêu tả là khá là dai dẳng hay là các bạn có thể hình dung một cách dễ hiểu hơn, đó là nó khá là khó khó trưởng thành hết, tức là nó có một cái thời gian tồn tại lâu. Thế chính vì vậy nó tạo thành một cái khoảng ở đầu xương chúng ta, nó dày hay mỏng là tùy thuộc vào lứa tuổi cũng như là vào cái quá trình cốt hóa của nó. Và cái khoảng này mình khoanh tròn cho các bạn đọc. Cái khoảng này thì dịch ra cái cụm từ này cũng nghĩa là sụn, đây cũng nghĩa là tăng trưởng, và đây người ta được, nó được hình dung giống như cái đĩa, tức là cả cái ba cái cụm từ này thì được miêu tả giống như là một cái đĩa hình dẹt và chứa những cái tế bào làm cho xương chúng ta dài ra, tức là quá trình sinh sản của cái tế bào đó thì nó làm cho cái tế bào xương của chúng ta nhiều lên và xương dài ra. Thì khi nào mà cái này nó hết, tức là cái vùng này nó hết thì chúng ta mới không cao nữa. Và cái quá trình này nó khác nhau ở giữa người này và người kia là khác nhau, tại vì nó có liên quan đến nhiều cái vấn đề như là chuyển hóa hormone vân 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 vân. Thì ngay như trong cơ thể mỗi người thôi thì xương các xương khác nhau, thì cái vấn đề này, cái vấn đề mà cái đĩa này này, cái đĩa phát triển này này nó bị cốt hóa hết cũng khác nhau. Hay chính vì vậy chúng ta liệu rằng chúng ta có thể quy kết rằng một cái lứa tuổi nào đấy là 25 chẳng hạn là chúng ta không cao hơn được nữa không? Hoàn toàn không, tại vì cái cơ chế nó phủ nhận điều đó. Thì đây là một video rất là vui vẻ mà mình làm, cũng không không có là quá là dài. Mình muốn mọi người hiểu cái câu nói chúng ta thường hay nói với nhau, chúng ta nên suy nghĩ. Và đây là câu nói chưa hoàn toàn đúng. Còn tại sao thì mình hy vọng các bạn hiểu rằng một cái trong những cái cơ chế làm cho xương dài ra là cái cơ chế phát triển xương nội sụn như này ấy, thì mình có nói cho các bạn rồi và các bạn hoàn toàn có thể hiểu được và không có gì quá khó cả. Và mình hy vọng các bạn sẽ thấy vui vẻ khi nghe video này. Rồi, chào các bạn.